Chúng Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, các chú anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà, các chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới tiếp theo trên kênh Bản Em. Một ngày mới con chúc tất cả quý ông bà, các chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay con lại xuống 26 chở đồ một tí. Lúc đấy anh Lực gọi bảo là xuống chở đồ nhưng mà chả biết đồ gì. Bây giờ con cũng sắp gần tới 26 rồi. Bây giờ con mong tất cả quý ông bà, các chú anh chị theo dõi hết video. Bây giờ cùng con đi xem hàng gì nhé cô bác. Còn một đoạn nữa là đến 26 rồi. 26 thì người dưới này. À? Chẳng biết là anh Lực có ở dưới kia không? Lúc đấy thì gọi bảo là cho con xuống dưới kia chở hàng, nhưng mà con cũng không biết là hàng gì. Bây giờ 26 sắp gần đến rồi, còn một đoạn đường bé nữa là đến rồi. Từ lúc bà bé mua xe cho đến bây giờ thì đây cũng lần thứ hai con được lần đầu con tự ngồi chính xe của mình xuống 26. Chắc là còn tầm 2 cây nữa là đến cái chỗ, chắc là tầm bây giờ còn 2 cây nữa là đến rồi. Một tí nữa là con đến, con ghi hình cho cô bác cùng xem. Bây giờ con đi xe, con cũng xin dừng ghi. Dừng ghi hình ở đây một chút đã, xong một tí nữa đến nơi con tiếp tục ghi hình cho cô bác cùng xem. Con cũng đã đến nơi rồi, đến nơi lấy đồ. Anh Lực đang có việc, đang ra cốc bài làm gì, chắc là một tí nữa anh sẽ về. Thì bây giờ con ngồi đây uống nước đợi anh Lực đã. Xuống dưới này thì nóng hơn trên kia nhiều. Trên kia còn có gió một tí, xuống dưới này không có. Ê, lúc đấy thì anh Lực bảo là cho con đi trước. Thì con cũng đi xe khá chậm thì đường này cũng đi đường này cũng đã hỏng nhiều rồi, thì con đi
con đi trước, vừa đi vừa nói chuyện, đợi anh được một tí. Lúc đấy con vừa về thì anh Lực cũng đang từ dưới huyện lên. Đồ này chẳng biết đồ gì mà cũng khá là nặng ấy. Cái đường này thì hỏng rất là nhiều. Đường này thì cũng khá là làm lâu rồi. Đây từ lúc chắc đây cũng gần 20 mấy năm. Cái chủ đồ này thì nó cứ quý về chỗ con người thì đi khá là mỏi tay. Bây giờ chả biết là lúc nào mới đến nhà đây. Cái đường này chắc là vừa đi vừa nghỉ thôi. Đi khá là mỏi tay ấy. Ui, chắc là phải sửa một tí đã. Nó cứ nghiêng sang bên dưới. Lúc đấy hình như buộc bên trên không chặt mấy. Vừa đi vừa sửa, vừa sửa. Đây chắc là tầm 30 phút mới đến nhà được. Đoạn đường này nếu mà gặp xe tải thì cũng tránh hơi bị nếu mà tránh đường xe tải thì cũng hơi khó, tại vì đến đường này thì cũng khá là bé rồi. Xe thì bà bé mua cho thì bây giờ thì đi đâu cũng khá là tiện. Như hôm nay thì được anh Lực gọi xuống nhờ chở đồ mà. Gọi xuống chở đồ thì đã có cái xe này để chở đi. Cái xe hôm trước con mượn của chú nhà trên của nhà con ấy thì cũng không dám mượn nhiều, nếu mà hỏng thì sợ không có tiền để đi thay hộ chú. Chú thì bảo vẫn cho đi nhưng mà cũng không dám đi nhiều, nếu mà hỏng một phát thì con lại không có tiền để sửa. Được bà bé mua cho thì bây giờ cũng đã là cái của mình thì nó đi khá
đi đâu từ lấy xe mình đi thì nó cũng khá là tiện. Với lại Hồng thì cũng là của mình. Có được cái xe này thì bây giờ thì đi nó khá là êm. Từ lúc mua đến bây giờ thì biển số nó vẫn là họ vẫn đang làm, vẫn chưa lấy được, chắc là tuần này hay tuần sau mới có biển số với lại đăng ký xe. Đồ này thì chắc là quần áo hay sao ấy, khá là nặng. Từ trên xã xuống 26 ít nhất cũng phải tầm 20 mấy cây số. Đi xe này thì cũng rất là nhanh thôi, đến nhà thì đủ đâu đó tầm 30 phút là đến. Nhưng nếu mà cô bác mà có dịp lên trên Hà Giang ấy thì Hà Giang cũng có khá là nhiều phong cảnh đẹp, với lại như hôm nào mà nắng nắng thì cũng có suối để đi tắm. Sáng nay thì lúc anh Lực gọi thì con cũng đã đi lấy cỏ về và hái cỏ cho ông, với lại bà thì đang ở nhà, ông thì ở nhà xem con bò với lại con dê. Thế thì lúc con về thì con lấy dê đi buộc. Tí nữa bà chỉ việc ở nhà là đi xem dê, không cho dây mắc vào chân. Dê thì lúc mua về đến bây giờ thì cũng không bị sao cả, chỉ mỗi con đực kia bị ghẻ. Hôm trước cũng đã mua thuốc thì bây giờ cũng đã khỏi rồi, nó đang lột da. Ở đây thì có rất là vừa đi vừa ngồi xe vừa đi thì nghe tiếng ve kêu khá từ thì chắc cũng tầm 20 mấy phút nữa là đến nhà rồi. Thì đường này như cái đoạn này thì nó đi còn dễ, đến qua đoạn này lên trên kia đường đi khá là đường hỏng khá là nhiều, đi cũng khá là khó. Đây cũng là một mình con tự quay tự nói thì sai chỗ nào lỗi chỗ nào thì mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ nhắc nhở con để cho con biết nhiều hơn.
đến đoạn này lên đường đi khá là khó. Thì nếu mà đến đoạn nào mà khó quá thì chắc là con dừng đi hình một tí, đến chỗ nào mà đi dễ hơn thì con lại tiếp tục ghi hình cho cô bác cùng xem. Hàng thì có 3 thùng, anh cameraman thì chở 1 thùng. Từ đến 26 lên đến đây thì đây cũng khá là mỏi rồi. Chắc một tí tìm chỗ nào phẳng phẳng một tí con nghỉ ngơi để nghỉ ngơi một tí đó. Cái tay nó chở hàng đi khó thì cái tay này rất là mỏi. Chở hàng thế này đi phải quý vào trước mặt. Chở nếu mà quý lâu quá tay ở đây khá là mỏi. Cái xe của con thì cũng được chắc tầm cũng được 2 ngày không rửa rồi. Thì nó hơi bẩn một tí, em mong quý ông bà của chính chị sẽ thông cảm cho con. Chú. Ui, trên kia có một cái ô tô đang xuống, con phải nghỉ ở đây. Như con thì đi xe nhưng mà gặp ô tô con không dám vượt, bởi vì đường này nhỏ quá thì con không dám vượt, con phải nhường cho ô tô qua rồi con mới đi. Đường thì khá là đi khó chỗ này ấy. Qua chỗ này nó đi dễ hơn. Ôi, đường đi khá là khó. Bây giờ thì cũng là hết hết cái chỗ khó rồi. Ở trên này có một chỗ nữa là hết rồi. Chắc là còn 3 cây nữa là cũng gần đến xã rồi. 3 cây nữa là đến xã rồi.
phủ. Đường này thì đi khá là mỏi tay ấy. À, chắc là con vừa đi phải vừa nghỉ. Ui ui. Đấy, con cũng đã nghỉ rồi. Con cũng đã nghỉ được một lúc rồi thì hết mỏi tay con lại đi tiếp. Xe thì không lắp giá hàng thì sửa đồ nó đi hơi khó một tí. Đến là cái chỗ cua nó thì hơi mỏi tay, nó cua rất là khó. Từ dưới 26 lên là con cũng đã nghỉ hai lần rồi. Đi cái đường này thì với lại chở đồ nó cứ nghiêng về với cái tay lái của con ấy thì cái tay nó hơi mỏi một tí thì đi nó phải nghỉ. Đó. Đường này đi khá là khó. Thì cách đây cho một mười mấy phút nữa là đến rồi, đến xã. Hôm nay con mong các bác sẽ thông cảm cho con vì là hôm nay thì nhà con vẫn có áo dài thôi, nhưng mà lúc đấy con xuống dưới này không nắng mấy thì con không mang áo dài để xuống.
khá là khó ủi. Khá là khó. Đây. Con cũng đã di chuyển từ 26, bây giờ thì cũng đã lên đến trọ của anh Lực rồi. Bây giờ thì con cử dây xong bê đồ để trên kia đó. Hàng này hình như quần áo hay sang ấy, khá là nặng. Trong phòng thì cũng có rất là nhiều đồ, thì chắc là phải lấy để ở bên ngoài đấy thôi. Bạn đã đồ chả biết đồ gì ấy. Đi từ 26 lên là nghỉ 3 lần. Nghỉ 3 lần mới là đến được đến xá. Giờ thì con cất xe đấy. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác. Ấy thưa các bác, sáng nay thì là em Quân có đi chở ba cái thùng quà rất là lớn của bác Thảo Đỗ là gửi cho tôi. Hôm nay thì Quân đi xuống dưới thì người ta có lấy cước không? Không đâu. Không là không lấy đúng không? Tại cái này phần này là cước là bác Thảo Đỗ là bác cũng gửi ra hết rồi cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ điện cho bác Thảo để mà xem là những cái phần quà này là bác là muốn dành tặng cho những ai cô bác nhá. Ở đây thì sẽ gồm là có tất cả là gồm cả em Quân nữa, cả cháu Lực nữa. Dạ con chào bác ạ. Dạ, con nhận được cái quà của bác gửi cho rồi. Vừa rồi bây giờ thì con bảo là điện cho bác để hỏi xem là cái phần trong những phần quà này là bác là dành tặng cho những ai ấy, bác? Được. Bây giờ con đang ghi hình nhá bác. Yeah. Dạ vâng, con đang quay phim trong lại một chút đấy. Dạ. Trong đó thì con hỏi Quân đi. Dạ vâng, nhưng mà cái phần quà này là bác gọi là chia ra đúng không bác? Chia ra, trong đó là con cứ gì con lựa những gì mà bác gửi gì cho con đó, thì con lấy được cái gì con lấy. Dạ vâng, thế là bác gửi luôn cả có cả quà con hả bác? Lúc nào mà không được ưu tiên. Dạ con cảm ơn bác ạ. Đây ba cái thùng này lớn quá bác ạ, đây quả to quá bác. Dạ vâng. Đúng rồi. Dạ bây giờ con cho em Quân mở ra bác nhá. Quân mở đi con. Dạ vâng. Quân bây giờ Quân đã mở ra xem là phần trong phần quà đấy. Dạ Quân hôm nay mặc áo đẹp quá ha. Dạ. Dạ vâng ạ. Vậy à, mặc vậy mới được á. Cầm dao cẩn thận cô nhá, cầm dao cẩn thận. Đây. Dao không phải như này. Cũng phải nhìn đây. Vô cho nó tương tác sạch sẽ chứ. Trước, con cũng bảo các em rồi là trước kia là không có thì là không biết nói sao ấy, nhưng mà bây giờ được các bác yêu quý rồi quần áo gửi cho thì không nên là để tiết kiệm. Quần áo cứ mặc đi. Các em lại có cái tính mà hay cái kiểu là có đồ mới là cất đi. Thùng này thì trong đây là quần áo này bác ạ. À đó, dạ. Quần áo. Dạ. Ê, đa số cái này là bác gửi cho tụi con là quần áo nhiều chứ bác chưa có kìa mua cái gì. Dạ vâng. Tại vì là bữa hổm con cái chiếu ấy giải đây. Dạ. Bữa hổm con cái bác là cần quần áo á, nên bác gửi về cho con trước cái này trước đã là tính sao. Dạ vâng bác ạ, con cảm ơn bác. Cái chiếu mặn cái mặt kia nhá. Chiếu ra để vào xong rồi. Trong này quần áo như là có quần áo len cũng là nhiều bác ạ. Thì đó là đồ len nó hẳn á. Có cả cái áo sơ mi chắc là vừa Quân luôn đấy nhở. Hơi to. Để con gọn Quân nhá. Ê, cái này là cái gì đây bác? À thắt lưng. Thắt lưng này chắc là Quân đeo vừa thắt lưng này. Đây ba. Nó hình như là cũng được có 2 tầng nữa tới ha con hả? Dạ vâng, đợt này thì có vẻ nhanh hơn bác nhỉ. Ừ, bác gửi chỗ khác mà. Dạ vâng. Để gọn gọn một chút con, đừng có để cao quá thì nó đổ. Đa số quần áo nhiều. Dạ. Này thì một tí nữa phải lựa xem là cái nào vừa vừa ai thì mới biết là đem đi cho bác ạ. Đúng rồi. Dạ. Tại con lấy cho nó ấm. Vâng, nó ấm thì chắc là một tí nữa để cho ông Quân. Tại vì ông Quân là hiện tại là đang bị kiểu là bị viêm phế quản đấy bác. Bị viêm phế quản thì ra là phải dưỡng con người liên tục. Mời đi Quân. Hình như tới 3 hình như 5 cái nón hay sao á. Dạ. Ở bên này không? Bên này mà Quân, bên này. Quân này bây giờ là được bà bé là bà mua xe máy cho ấy, thành ra là
À, có những lần đồ nhiều thì con nhờ Long Cải Ông Quân là cùng con đi lai luôn. Ừ. À, Quân Quân mai mốt cười chút xíu không? Mặt vẫn hơi buồn thôi hả? À, được mấy bác thương phải cười cười lên cho mấy bác vui, nhìn thấy con vui mấy bác mới vui chứ con cứ buồn hoài. Quân nghe thấy bác cũng không biết là vì sao mà khuôn mặt của con tiền tiền cước cao ấy bác. Thì đó. Dạ. Đâu sao? Tiền cước cái này tính ra tiền đô là 435, tính ra tiền Việt chắc là phải mười mấy triệu ấy bác ạ. Đâu tới đâu cơ. Bây giờ đô bây giờ là 25. 25 bao nhiêu ấy? Là 100 đô là 2 triệu là 2 triệu rưỡi thôi. Ờ vậy là cũng dạ, cũng mười mấy triệu rồi đó bác. Dạ. Mười mấy triệu tiền là cước rồi các bác Thảo Đố gửi rất là nhiều. Tiền cước rất là nhiều. Đây Quân là lúc nào mà có đây cái nón này đấy, đeo để đi làm. Ờ đó đi làm được á con. Quân thì mai chắc là một tí cho em cắt tóc lại một tí. Đây đeo nào. Nó sảy luôn đó. Đấy cả thắt lưng nữa. Nhận được 3 thùng kia kìa mới vui. 3 thùng đợt mà bác gửi 5 thùng đấy bác. Ờ. Dạ. Nhận 3 thùng đó nữa mới được mới đạt. Dạ. Dài dép rồi đầy trong cái trong gì đó. Đây? À cái này là Vaseline rồi bác nhỉ? Cái này là bôi cho nó lớn nẻ. Ừ, trước bác có gửi cho con mới rồi đó nha. Dạ. Con nhớ dạ, bác. Này là ui, đây này là bánh kẹo bác. À cái hộp bánh đó. Dạ. Hộp bánh với lại kem đánh răng. Kem đánh răng này thì tầm là bé Hiếu này với lại bé Mạnh. Mấy bàn chả ra. Này là nước hoa đấy hả bác? À. Cái này là cái salon pad này. Dán này. À đây là ví đó này. Ý. Có 4 cái ví bác. Ừ. Con đó cái đó. Chứ con thích đấy không? Dạ. Cái này là bác để này bác tặng con hả bác? À. Cái này là có 4 cái thì cho ai vai hả bác? Thì ba cái kia hỏi Quân thích cái nào? Dạ vâng. Cái này là 1 cái để cho sửa bác. Hai cái. Thì bác hỏi Quân trước đi. Dạ vâng. Này Quân thì cái là kia. Cái khi có con cắt lên đi. Dạ vâng. Cái này là bác dành tặng cho cháu lực của bác nhé. Ừ. Thùng kia là cũng là quần áo bác. Đây, đây thì mũ này. Mũ thì chắc là được có cả được ông sò với lại thêm là ông của sử chắc là cũng được mỗi người một cái nữa. Ừ. Áo đa số. À, ui bác ơi đây. Này. À, đồ chơi. Cái này là đồ chơi là cho bé Mạnh đấy hả bác? À. Có một cái nào để cho Hiếu cái khủng long ấy. Không, cái này. À cái này là của con trai không hả bác? Không. Dạ vâng, cái này thì là đồ của bé Mạnh này cô bác này. Một thùng đồ chơi trong này có cá mập này, siêu nhân này, đủ luôn. Này thì chắc là bé Mạnh nhìn thấy chắc là thích lắm ạ. Thích lắm rồi bác ạ. Ừ, tại vì dạ. Bác thấy tội nó có gì chơi á. Dạ. Không, lũi à. Dạ cảm ơn bác. Ừ. Đa số là bác kể quần áo mà. Dạ vâng, cái này thì quần áo là nhiều hơn. Kèm thêm là một gói bánh nữa. Gói bánh này trước là bác cũng gửi cho một lần ăn ngon lắm ạ. Ngon lắm á. Dạ vâng. Này lúc mà đang đói ăn là cũng không ngấy mấy. Đó đi đâu cái cặp cho ăn dạ. Uống nước cái lạnh lắm. Dạ vâng. Mày ra bán đi con. Bán lấy tiền xài. Dạ. Lấy đi bán đó bác. Lấy đi bán đó bác. Con mà đem đi bán là không có được đâu bác ạ. Không cho phép. Quần này chắc là vừa ông của Quân này. À quần vừa Quân luôn đấy.
Quân trong cái ba cái bớt á, ba cái ví á. Vâng. Ví phải không? Đây Quân, ba trong ba cái này thì Quân chọn cái nào này? Đấy. Xem bớt đi. Đây cũng phải, em mở ra đi. Mở ra hết đi. Đây. Em ưng loại nào? Đẹp không? Biết là Quân thích cái đó đó, bảo đảm. Tặng con bớt đê đó. Bỏ đi. Cái này là quà sinh nhật muộn của bác Thảo Đỗ ấy. Em cứ ngồi xuống đi, ngồi xuống đàng hoàng đấy. Thích không? Dạ có ạ. Con cảm ơn bà đã gửi quà cho con nhá. Con ạ, chứ không phải là nhá lần sau ấy, nhá. Ưng không? Có. Cho con bớt đi, kiếm tiền nhiều bỏ chưa? Hôm nọ thì đi làm được tầm bao nhiêu rồi, mấy nữa con đi xuống con xem là quý đen của Quân là được tầm bao nhiêu đó bác. Có lần nè, bác ngồi bác cười con là đi làm mấy trăm mà bị lụng cái bánh xe. Có những lần đi làm thì không thể tránh khỏi được. Cái này là thuốc đau đầu đúng không bác? Hai lọ. Cảm dạ. Rồi đắt nhất uống cũng được luôn. Dạ vâng, con cảm ơn bác nhá, gửi quà cho con với lại các em nhiều quá. Dạ. Rồi cái đó Quân giữ đi nha. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn. Còn cái dầu thơm đó coi, con trong nó mấy chai vậy con? Đây là dầu thơm này, Quân bóc dầu thơm lên. Còn đây là Vaseline, cái để mà bôi nẻ trước anh đưa cho Quân đấy. Nhà em vẫn còn. Vẫn còn à? Thì con ma thấy ai cần thì con cứ gì con cho. Dạ. Đây mở trên này đấy. Wow. Có 3 chai rồi bác ạ. Đây là dầu thơm này, lúc nào mà đi ăn cưới đi đâu thì anh em xịt nó thơm nhất người. Còn bác ơi, cái bóp này bây giờ còn 2 cái này bác. Còn 2 cái thì bây giờ thì để con xin cho em xử làm một cái bác nhá. Với lại cái này một cái thì cho em quay phim con được không bác? Được. Dạ vâng, thế thì con thay mặt em quay phim là em xử cảm ơn bác nhá. Quân gấp lấy cái có cái nắp không? Không có nắp. Cái này thì cất riêng. Đấy, em quay phim thì hiện tại là đang quay phim bác ạ. Ok. Vâng. Thì cho bé theo Dương. Dạ vâng, còn áo này thì là con sẽ bây giờ cùng với lại em Quân là sẽ lựa ra xem là vừa ai thì là sẽ đem cho bác nhá. Dạ vâng. Bác đợi con một chút bác nhá. Anh thưa cô bác, đây là những cái phần quà mà bác Thảo Đố là gửi tặng cho lại không chỉ mình cháu Lực cả, tất cả là em Quân, em Sử, là những cái hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ với cô bác, là ai cần đến thì cháu Lực sẽ đem cho. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ lại em Quân là sẽ sắp xếp gọn gàng lại một chút cô bác nhá. Đấy cũng như là phải nói là cái phần quà mà bác Thảo Đỗ gửi cho thì không chỉ là nguyên tiền mua đồ đâu các bác, tiền cước thì cũng rất là đắt. Vừa rồi cháu Lực có xem là cái biển tiền cước ấy là 430 mấy đô các bác, thì ra tiền Việt thì cũng hơn là 10 mấy triệu rồi. Đấy, còn chắc là bây giờ cháu Lực phải kết thúc cái video đó các bác ạ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của bác nhé, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sau tiếp theo trên kênh nhà bản em. Xin chào các bác. Chỗ Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thank you.